Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn một số cái năm bộ mini để bàn và kết hợp với vẽ tranh cá 3D sử dụng chất liệu keo epoxy mình giả nước các bạn. Đây là cái khay, các bạn thấy này, nó cái đường kính này khoảng 15 cm các bạn, và nó trên cái khay vuông. Thì ở đây cái non bộ này mình gắn rêu các bạn, đây này cũng rêu, mảng rêu giả mình gắn lên đây, tại vì khi mà cái non bộ này nó nhỏ các bạn, mình trồng trong rêu, mình để trong nhà thì nó sẽ chết, và mình tưới nước các bạn nó rất là cực, nên là khi mình xài cái rêu giả này mình gắn lên đây và vẽ cá lên đây thì các bạn sẽ nhìn giống rêu thật, và cá thì giống như cá đang bơi, mình không phải mất công chăm sóc các bạn. Mà trưng bàn để bàn để trong cái phòng làm việc hoặc trên cái ngăn tủ phòng khách để mình chơi các bạn, nó nhìn nó cũng rất là hay và nó gần gũi với thiên nhiên. Đây, các bạn để thấy này, đây là những cái đông rêu thì nó như cái dãy dãy núi mà thu nhỏ các bạn. Đây mình sẽ quay gần các bạn xem. Ở đây có những con cá các bạn, cá mình vẽ bằng tranh 3D, nó có bóng có khối đàng hoàng các bạn, có vây vẩy đầy đủ hệ thống, đầy đủ là các vây vẩy rồi là mắt mũi miệng đầy đủ hết các bạn. Nó rất là nhỏ nhưng mà mình vẽ rất là tỉ mỉ. Thì cái này nó sẽ để trên cái bàn làm việc để mình giải trí các bạn, thư giãn, thì mình không mất công chăm sóc như cái non bộ thật. Thì tại vì cái này nó quá nhỏ các bạn. Đây mình sẽ, cái này mình sẽ ghi mã số đây các bạn. Mình ghi mã số ở đây. Ở đây. Đây cái này là mã số 2 các bạn. Mà có nhu cầu mà sở hữu cái hồ cái khay này, khay non bộ nhỏ mini mà kết hợp với cái tranh cá 3D để bàn này, thì các bạn comment phía dưới các bạn. Đây rồi mình sẽ giới thiệu cái thứ hai. Đây là cái non bộ này thì mình chưa vẽ tranh cá các bạn. Các bạn chỉ để một cái thuyền nhỏ lên đây thôi thì nó rất là đẹp rồi. Thuyền nhỏ và một cái tháp nhỏ xíu thôi thì nó sẽ tạo thành một cái non bộ thu nhỏ. Đây các bạn có thể thấy này, nhìn từ xa thì núi rất hùng vĩ. Đây mình cũng gắn rong rêu đầy đủ các bạn. Đó, mình quay vòng các bạn xem. Nó làm cho cái khay nhìn nó rất là sang, khay trắng rất là sang các bạn. Nếu các bạn đẩy lên bàn thì làm việc thì mình có thể là mình cầm lên mình ngắm chơi các bạn, rất đẹp luôn. Cái này mình có thể cho nước vào được các bạn. Cái này mình chưa có vẽ tranh cá, nên cái để cho nó có một cái cách lạ khác các bạn. Chơi không chơi cá. Đó. Thì với cái cách làm non bộ mini này mình có giới thiệu cùng các bạn rồi, thì mình nó làm rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần nhặt được những cục đá, nó có những cái rãnh sớ múi nhỏ xíu như vậy, tạo thành giống như kiểu là non bộ thu nhỏ. Thì khi mà mình làm lên thì nó giống như núi thu nhỏ, là hùng vĩ của cái thiên nhiên. Rồi, giờ mình sẽ giới thiệu cùng các bạn cái. Cái này thì mình có vẽ tranh cá coi bướm các bạn. Cái coi bướm này thì cái đuôi của nó dài, đây. Mình cũng gắn rong rêu đầy đủ các bạn. Thì cái rong rêu này thì mình nó nhỏ, nó rất là mini, nó giống y rêu thật các bạn. Khi mình trồng lên đây thì nó nhìn nó rất là núi, nó có mảng xanh thì nhìn nó sống động hơn là khi mình để cái núi không. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn xem cái con cá mà nó coi bướm, đuôi nó dài các bạn, và nó cũng đầy đủ các mắt mũi miệng vây vẩy và bóng khối đầy đủ hết bạn, nó có 3D hết luôn. Đây, các bạn có thể thấy các bạn lòng nó rất là nhỏ các bạn, nó nhỏ rất là mini, nhỏ xíu như siêu luôn. Đó. Đó, đây thì cái này mình coi, cái này là mã số 3 này các bạn. Đây, cái mã số 3. Đó, mình quay một vòng các bạn xem. Đây nó có cái hàng rất là tự nhiên và có cái mỏ treo các bạn. Đó, nó tạo độ sâu cho cái non bộ. Để ở trong nhà rất là đẹp các bạn. Đó, đây mình sẽ lên một cái nữa. Mình có một số cái nhưng mà mình chưa có gắn rêu đây các bạn.
nguyên một cái bầy cá luôn các bạn. Có cái mỏm đá rất là đẹp, nó bay ra ngoài này luôn, bay. Những đá này là toàn bộ là tự nhiên hết. Cái đá này nó ở chỗ mình các bạn, gọi là đá đỏ. Thì cái đá này nó hoàn toàn là do cái nằm ở trong đất các bạn, nó do cái bào mòn của cái thời gian và địa chất tạo các bạn, nó tạo thành những cái rãnh rất là nhỏ xíu xíu này. Đó, mini này, tạo cái sớ này. Thì mấy cái đá này thì mình làm con bộ nhỏ thì nó đẹp các bạn. Còn khi mà cái sớ đá nó lớn quá như đá san hô thì mình không thể tạo được cái non bộ nhỏ được. Mấy công mình phải đánh rãnh thôi, mình dùng máy mình cắt ấy. Nhưng mà mình cắt mình bào rãnh thì nó không tự nhiên bằng những cái sớ này, là do tự nhiên nó tạo ra các bạn. Nó tạo ra thì nhìn nó rất là đẹp. Đây, mình quay gần như bạn xem cái con cá, cái màu cá này. Đây, các bạn có thể thấy là nguyên bầy cá chép coi. Đó, đang tung tăng bơi lội dưới cái hồ này. Thì cái này mình làm, mình vẽ trên cá 3D thì nó với keo nữa các bạn, nó rất là kỳ công. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn là mấy cái... Đây, mình quay gần các bạn xem. Đấy, nét. Đó, rất là tỉ mỉ. Nó hơi mất công nhiều, tại nó nhỏ các bạn, mất công nhiều hơn so với cái tranh lớn. Rồi đấy, rồi mình chia sẻ các bạn là bốn cái tác phẩm này. Rồi các bạn có nhu cầu sở hữu cái tác phẩm này để trưng bàn là làm việc trong những ngày Tết, làm việc thì trong phòng khách, trưng trong phòng khách các bạn là hãy comment phía dưới, mình comment phần dưới mình sẽ trả lời và mình sẽ tư vấn cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.